Chào các bạn, mình là Sang, kỹ thuật TK Việt Nam. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm hoàn toàn mới của TK, lò vi sóng TK ML822BS. Đây là một trong những sản phẩm thuộc dòng cao cấp của TK. Sau đây mình sẽ khui thùng sản phẩm này và giới thiệu cho các bạn thiết kế cũng như các tính năng sử dụng của sản phẩm. Đây là model ML822BS với tổng dung tích 22 lít, tương đương với các lò vi sóng trước đây của TK. Tuy nhiên, được thiết kế với phong cách tối giản, mang đến sự tinh tế, thanh lịch khi kết hợp với kệ tủ nhà bạn, với thiết kế chỉ 2 núm vặn và bảng điều khiển điện tử, bạn có thể điều khiển mọi hoạt động của lò. Bề mặt núm vặn trơn bóng, dễ điều khiển và vệ sinh hơn. Thiết kế cửa kính 2 lớp cách nhiệt, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng lò. Đây là cái phụ kiện kèm theo bên trong lò. Đây là vỉ nướng. Đây là đĩa rác. Cùng với hướng dẫn sử dụng kèm theo. Bây giờ mình sẽ bỏ qua một bên. Đây là khoang bên trong lò với đáy lò bằng ceramic và đây là thanh điện trở phía trên để sử dụng chức năng nước. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về cách tính năng cũng như cách sử dụng lò. Mình sẽ cắm điện nha. Thì để sử dụng lò, chúng ta dùng 2 núm vặn bên trái và bên phải. Thì núm vặn bên trái tương tự như nút start, stop hoặc chọn chức năng. Núm vặn bên phải thì chúng ta sử dụng để xoay, chọn công suất, chọn thời gian, nút xác nhận hoặc là nút nhấn mở cửa. Thì để mở cửa lò này, chúng ta nhấn giữ núm bên phải trong vòng 2 giây. Khi lần đầu tiên cắm điện hoặc nhà mình cúp điện và có điện lại thì đồng hồ sẽ hiển thị như thế này. Để sử dụng được cái chức năng của lò thì chúng ta phải chỉnh giờ. Đầu tiên chúng ta xoay núm vặn bên trái để chọn giờ. Đây chúng ta có thể xoay tăng giảm. Đây mình chọn 15 giờ ha. Xác nhận bằng cách nhấn vào núm bên phải. Và bây giờ chúng ta đã có thể sử dụng được các chức năng của lò. Thì lò có 3 chức năng chính: vi sóng, nướng và nướng kết hợp với vi sóng. Đầu tiên chúng ta xoay núm vặn bên trái để chọn chức năng vi sóng. Trong vi sóng này chúng ta có tất cả 5 mức công suất. Đầu tiên là mức công suất nhỏ nhất là 90W, 180W, 360W và 600W, 850W. Tiếp theo chúng ta có chức năng rã đông theo thời gian. Đây chúng ta có thể tiếp tục xoay núm vặn bên phải để chọn thời gian và nhấn vào để xác nhận. Tiếp theo là chúng ta có rã đông theo khối lượng. Thì trong rã đông khối lượng có tất cả từ F01 đến F05. F01 để chúng ta rã đông dành cho thịt, F02 dành cho gà, F03 dành cho cá, F04 dành cho trái cây và F05 dành cho bánh mì. Tiếp theo chúng ta có chức năng nướng. Thì có thể xoay núm vặn bên phải để chọn thời gian và nhấn để xác nhận. Và ta có chức năng nướng kết hợp với vi sóng. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn mức công suất từ 90W đến 360W. Nhấn để xác nhận. Và chúng ta lúc này chúng ta có thể chọn thời gian. Rồi theo chúng ta có các chức năng đặc biệt từ B01 đến B1 đến B3. B1 là chúng ta để dùng để nấu khoai tây. B2 chúng ta dành cho cơm và B3 để cho các thực phẩm như là cá tươi hoặc là rau.
Và như vậy mình đã giới thiệu xong cho các bạn sơ lược về lò vi sóng TKWIS ML822BS. Mọi thắc mắc xin liên hệ về phòng chăm sóc khách hàng của TK, hotline 1800 7227. Xin cảm ơn các bạn.